Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 22 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đóng góp to lớn cho công cuộc cải cách mở cửa của Việt Nam. Đó là đánh giá của các học giả quốc tế khi nhắc đến di sản mà Tổng Bí thư để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Là một học giả nghiên cứu các vấn đề ASEAN, trong đó có Việt Nam, giáo sư Hứa Lợi Bình rất bàng hoàng trước sự ra đi đáng tiếc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Hứa Lợi Bình cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng góp to lớn cho công cuộc cải cách, mở cửa của Việt Nam. Đóng góp nổi bật nhất của ông cho Việt Nam là đóng góp về lý luận xây dựng Đảng, trong đó điển hình là lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Thứ hai, lý luận đổi mới văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất đáng được kế thừa. Là nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam phải phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt là kế thừa và phát huy nền văn hóa dân tộc ưu tú của mình. Về quan hệ giữa Tổng Bí thư hai đảng, giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình là thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau thông qua ngoại giao nguyên thủ và trao đổi trên kênh đảng. Điều này đóng một vai trò rất quan trọng và mang tính định hướng trong mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như trong việc cùng nhau xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai chung Trung Quốc-Việt Nam. Là người có 20 năm hoạt động trong Ủy ban ủng hộ Việt Nam từ thời Liên Xô, ông Viktor Petrov, thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Hòa bình Xô Viết, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đánh giá cao di sản mà Tổng Bí thư đã để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ông đã làm được những việc vô cùng lớn lao cho đất nước trong những năm qua. Tôi vui mừng trước những bước phát triển, tăng trưởng, phồn vinh, những thay đổi vô cùng lớn lao theo hướng tốt đẹp. Và tất cả chúng tôi mong muốn nhìn thấy một Việt Nam đúng như vậy, một Việt Nam phát triển, thịnh vượng, giàu đẹp và quan trọng là luôn là người bạn chân thành, trung thủy của nhân dân Nga. Từ Ai Cập, ông Feda Entefi, Giám đốc Quỹ Thư viện Công Ai Cập, đồng thời là cựu đại sứ Ai Cập tại Việt Nam giai đoạn từ 2010 đến 2014 cho biết, điều ông ấn tượng và ngưỡng mộ nhất về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vai trò lãnh đạo của ông trong việc phát triển các mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, điển hình như mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Ai Cập. Về đối nội, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ và đạt được bước đột phá lớn về kinh tế. Hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu đi khắp các thị trường thế giới, trong đó có thị trường Ai Cập và các quốc gia Ả Rập. Ông Entefi bày tỏ tin tưởng các nhà lãnh đạo kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục phát huy tầm nhìn của Tổng Bí thư về các chiến lược phát triển của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn hướng về quê hương với tình cảm thiết tha sâu nặng. Được tin Tổng Bí thư qua đời, cán bộ nhân dân xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đã dành cho người con ưu tú của quê hương rất nhiều tình cảm, trân trọng và sự tiếc thương vô hạn. Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Khung cảnh làng quê yên bình, nay nhuốm bầu không khí trầm mặc buồn thương. Ngay sau khi biết tin người con ưu tú của quê hương Đông Hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi đi xa, người dân nơi đây đã không kìm nén được cảm xúc. Bà Nguyễn Thị Đình tìm và đọc lại những bài báo viết về Tổng Bí thư như cách để sống lại những ký ức, tình cảm và kỷ niệm sâu sắc với nhà lãnh đạo bình dị, sống trọn đời vì nước, vì dân. Khi Tổng Bí thư đã lên làm công việc của đất nước thì thỉnh thoảng Tổng Bí thư có về cũng vẫn gần gũi chúng tôi và thường xuyên về thăm hỏi các gia đình kề cận. Tổng Bí thư còn gọi với lại là
em đi đâu đấy? Em dạo này có khỏe không? Thực sự chúng tôi thật là xúc động. Còn với những người bạn học cũ, dù ở bất kỳ cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành cho họ tình cảm chân thành, ấm áp, khó quên trong cuộc đời. Thọ năm 70 thì có gặp anh, nhờ anh có chúc thọ, thì cũng có những cái ảnh ghi lại, đấy là thể hiện anh hết sức là chân tình về mặt nói về nó tình bạn, cũng có học trò tuổi trẻ thì không, anh cũng vẫn giữ được, không phân biệt họ hàng làng xóm, tự hào dân yêu đảng trọng tin vào nơi anh. Các cụ nói là văn hay chữ tốt anh được cả. Tôi với ông nghĩ là học suốt từ cấp 1 thường gọi nhau bằng một cái từ rất thiêng liêng là đồng chí. Tuy công việc khác nhau thế nhưng mà vẫn gặp nhau thì anh em vẫn hỏi thăm sức khỏe của nhau. Và hôm qua thì anh em mới nói, tôi chỉ biết là mình mất mát nhiều quá. Không chỉ hướng về quê hương bằng tình cảm tha thiết, sâu nặng, mà sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn luôn quan tâm, dõi theo và gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của địa phương, thường xuyên động viên giáo dục cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người rất tâm huyết với quê hương. Đau đớn mà trong đầu trái tim của ông Nguyễn Phú Trọng làm sao này lại là giàu có. Từ một cái xã nghèo đấy, mà bây giờ phải nói là cũng không thua em kém chị của Đông Anh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân Đông Anh nói chung và xã Đông Hội nói riêng thực hiện như lời Bác Hồ dạy. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt lưu tâm, lưu ý đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Đông Hội phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học và các lợi thế của quê hương. Dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng cuộc đời hoạt động cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư dành cho quê hương đã, đang và sẽ mãi là điểm tựa, là nguồn động viên tinh thần và là tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đông Hội nói riêng và người dân cả nước nói chung không ngừng nỗ lực đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Mặc dù Tổng Bí thư đã ra đi mãi mãi, nhưng những lời căn dặn, những niềm tin của Tổng Bí thư dành cho tuổi trẻ thì chúng tôi luôn luôn tiếp thu và học tập và noi theo. Quê hương Đông Hội, Đông Anh từ nay sẽ vắng bóng người con thân yêu, sẽ không còn được đón đợi một người con ưu tú trở về. Nhưng hình ảnh về một Tổng Bí thư với lối sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành sẽ luôn còn mãi trong trái tim, tình cảm của mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 10 năm, ngày 8 tháng 1 năm 2014, trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm nông trường cao su Phiêng Tìn, huyện Mường La thuộc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La. Tại đây, đồng chí đề nghị tỉnh Sơn La và Công ty Cổ phần Cao su Sơn La chăm sóc tốt những cây cao su đã trồng. Thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, đến nay, chương trình phát triển cây cao su tại Sơn La đã cho những kết quả nhất định. Đến thăm nông trường cao su Phiêng Tìn, huyện Mường La, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và đồng thuận với cách làm của tỉnh Sơn La trong triển khai trồng thí điểm cây cao su trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là cuộc cách mạng trong thay đổi cơ cấu cây trồng bằng việc nông dân góp giá trị quyền sử dụng đất, hợp tác với Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, trồng và kinh doanh cao su, trở thành cổ đông, hưởng cổ tức. Nay nhân dịp lên thăm và làm việc với Sơn La, với tinh thần đi đầu làm thí điểm một cái chủ trương và góp đất của nông dân cùng với lại công ty nhà nước, chúng ta làm cái mô hình sản xuất cây cao su này, trồng cây cao su này.
Đương nhiên là bước đầu thì thế nào cũng có khó khăn. Tôi chỉ mong là sắp tới các đồng chí phát huy những cái kinh nghiệm bước đầu này trồng tốt hơn nữa, chăm sóc những cái cây cao su mình đã trồng rồi. Đến nay, chương trình phát triển trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tại 133 bản tiểu khu thuộc 19 xã thị trấn của 6 huyện, gồm Vân Hồ, Yên Châu, Thuận Châu, Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, với tổng diện tích trên 5.260 ha, diện tích cho sản phẩm mủ 4.324 ha, với sản lượng 3.800 tấn. Cán bộ và công nhân viên công ty cổ phần cao su La thì đến bây giờ cũng rất là vinh dự và tự hào được bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm. Thì cách đây đã 10 năm rồi. Tuy nhiên thì những cái lời căn dặn của bác đối với cán bộ và công nhân viên công ty ấy, thì các cái thế hệ lãnh đạo và công nhân của công ty thì luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của bác. Về kết quả triển khai ký hợp đồng góp giá trị quyền sử dụng đất, đến nay toàn tỉnh có 6.745 hợp đồng trên 5.730 ha. Đời sống của công nhân, người lao động công ty cổ phần cao su Sơn La luôn được đảm bảo. Toàn công ty hiện có 848 người với thu nhập bình quân năm 2023 đạt gần 6 triệu đồng một công nhân mỗi tháng. Chúng tôi cũng nghe đời bác Nguyễn Phú Trọng, nghe đời bác thì là bây giờ thì chăm sóc cây cao su rất tốt, mà bây giờ ta chăm sóc từ nãy đến giờ thì bây giờ thì đã được cào mủ rồi, được có sản phẩm thì là chúng tôi cũng cuộc sống chúng tôi cũng đã ổn định. Mặc dù vẫn còn những khó khăn do giá mủ cao su xuống thấp, song công ty cổ phần cao su Sơn La luôn xác định sẽ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích cây cao su hiện có, đồng thời xây dựng các phương án linh hoạt nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó góp phần bảo đảm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức diễn ra trong tỉnh mà phóng viên chúng tôi vừa mới cập nhật về. Với lòng thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều ngày 22 tháng 7, thành phố Sơn La đã tổ chức nghi lễ treo cờ rủ tại quảng trường Tây Bắc và trụ sở làm việc của thành phố. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Tại quảng trường Tây Bắc thành phố Sơn La, nghi thức treo cờ rủ đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với sự có mặt của rất đông người dân tham gia. Bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản chân chính, cả cuộc đời cống hiến cho dân tộc, đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sơn La nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, biến đau thương thành hành động cách mạng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thành phố phát triển. Nghi thức treo cờ rủ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 105 ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La thông báo và yêu cầu các cơ quan đơn vị, xã phường trên địa bàn ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày lễ quốc tang 25 và 26 tháng 7 năm 2024. Ngay sau đó, các cơ quan công sở nhà nước, các ban của Đảng, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tiến hành treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La cũng đã treo cờ rủ bày tỏ tấm lòng thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban giám đốc đài cũng quán triệt trong thời gian tổ chức lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ viên chức trong đơn vị không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Cùng với đó, những ngày qua, Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã tập trung tuyên truyền về cuộc đời sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình cảm của nhân dân các dân tộc Sơn La với Tổng Bí thư, dấu ấn những lần lên thăm Sơn La của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương. Tại huyện Phú Yên, để tỏ lòng biết ơn và tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hầu hết các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện treo cờ rủ, đặc biệt tại các cơ quan hành chính nhà nước như trụ sở huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, trung tâm truyền thông văn hóa huyện, các trường học, bệnh viện. Chiều nay, ngày 22 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 và đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chức năng Quân khu 2, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Sơn La.
thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng. Theo đó, Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2. Đại tá Chu Văn Thành, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 Quân khu 2, được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng chúc mừng Đại tá Tô Quang Hanh và Đại tá Chu Văn Thành đã được Bộ Quốc phòng Quân khu 2 tin tưởng giao trọng trách cương vị công tác mới. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm công tác, trách nhiệm của người cán bộ chủ trì, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy cơ quan đơn vị, củng cố khối đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Phạm Hồng Chương đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất, năng lực, tập trung lãnh đạo chỉ đạo cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và cấp ủy chính quyền địa phương giao, duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu và quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong tập thể đảng ủy, chỉ huy và lực lượng vũ trang tỉnh. Sáng nay, ngày 22 tháng 7, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Đồng chí Lò Minh Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp ở tổ 10, phường Quyết Thắng, gia đình thân nhân liệt sĩ Vương Thị Ngọc Yến tại tổ 2, phường Triềng Lề, thương binh Vũ Cao Thắng tổ 14, phường Quyết Thắng, đồng chí Lò Văn Sum, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học tại bản Cóng Nội, phường Triềng Cơi, thương binh Cao Đức Vĩnh tổ 7, phường Tô Hiệu. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm và coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, người có công, tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đồng chí trân trọng ghi nhận sự đóng góp của các gia đình, các liệt sĩ, thương binh đã hy sinh thân mình, cống hiến tuổi thanh xuân cho hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn các gia đình luôn gương mẫu, động viên con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đi đầu trong các phong trào ở cơ sở. Cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất cho đời sống của các gia đình chính sách, người có công, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 22 tháng 7, đồng chí Lương Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Châu đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Châu. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi động viên tặng quà gia đình ông Nguyễn Đình Đức, tiểu khu 6, thị trấn Yên Châu. Trong quá trình tham gia chiến đấu bị nhiễm chất độc hóa học, bệnh binh Hoàng Văn Mến, thương binh Hoàng Văn Phanh ở bản Lượm, xã Mường Lượm, gia đình bệnh binh Lò Văn Hôm, bản Hủy Mong, xã Triềng Hạc, gia đình ông Hà Văn Muồn, bản Vang Lùng, xã Triềng Hạc bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, các thương bệnh binh, đồng thời bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, các thương bệnh binh đã đóng góp công sức xương máu cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống các gia đình, người có công với cách mạng, các thương bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Ngày 22 tháng 7, Hội Cựu chiến binh huyện Mường La phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức gặp mặt tặng quà cho các đối tượng chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Tại buổi gặp mặt, 22 suất quà đã được trao đến tận tay các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội Cựu chiến binh huyện trao tặng 12 suất quà, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trao tặng 10 suất quà được trích từ nguồn tiết kiệm chi của đơn vị. Những phần quà thể hiện tấm lòng, tình cảm, sự tri ân sâu sắc của các tập thể đơn vị đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng vì hòa bình độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Xin chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 tại huyện Yên Châu. Góp sức trẻ làm đẹp quê hương. Chiều ngày 22 tháng 7, đồng chí Lương Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu đã tiếp xúc cử tri hai xã Mường Lượm và xã Trường Hạc sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại cuộc tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Cử tri xã Mường Lượm đã kiến nghị một số nội dung, cần quan tâm đầu tư nhà văn hóa, bản Nà Lắng sau sáp nhập, đầu tư nâng cấp tuyến đường liên bản từ bản Ôn Ốc đi bản Dạo, Pa Khôm, sớm khảo sát, có phương án di rời các hộ sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất tại bản Khâu Khoang đến nơi ở mới. Đối với xã Trịnh Hạc, cử tri kiến nghị quan tâm tạo điều kiện bố trí nguồn vốn xây dựng nhà văn hóa cho xã, đầu tư nâng cấp tuyến đường Trường Hạc Mường Lượm, làm cầu cứng qua suối sập tại bản Hủy Xét để nhân dân giao thương hàng hóa đi lại được thuận lợi hơn. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp thu giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri các xã thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Anh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện xem xét giải quyết một số kiến nghị của cử tri. Ủy ban Nhân dân xã Mường Lượm và Trường Hạc thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn, tuyên truyền nhân dân đoàn kết, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu đã tặng quà và trao 15 bộ loa cho 15 xã thị trấn để hoàn thiện cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa cho các xã thị trấn. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ tín dụng, quản lý nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2024. Thời gian qua, các hoạt động vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ đã được các cấp hội thực hiện có hiệu quả. 200 trên 204 xã phường thị trấn ký nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền dư nợ hơn 1.700 tỷ đồng. Với 957 tổ tiết kiệm và vay vốn, toàn tỉnh có 12 trên 12 huyện thành phố triển khai phối hợp thực hiện nội dung ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tổng số tiền dư nợ là hơn 326 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng vẫn còn nhiều khó khăn do trình độ của cán bộ hội phụ nữ cấp cơ sở còn có mặt hạn chế. Việc nắm bắt, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất chưa cao, vẫn còn tình trạng nợ quá hạn, chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn còn nhiều bất cập. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao năng lực tài chính, quản lý sử dụng nguồn vốn hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho hội viên hội phụ nữ. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đã được nghiên cứu, quán triệt các chương trình tín dụng chính sách đang được thực hiện ủy thác thông qua tổ chức chính trị xã hội, hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác cho vay, quy trình nhập, khai thác, kết quả kiểm tra hoạt động ủy thác của các cấp hội phụ nữ, kỹ năng xử lý nợ quá hạn, xử lý rủi ro cho người vay, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với hội phụ nữ các cấp, giới thiệu các gói sản phẩm cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hướng dẫn xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trực tuyến, cảnh báo một số hình thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội. Đoàn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa phối hợp với chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Yên tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại xã Suối Tọ. Đây là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa của các bạn sinh viên diễn ra trong kỳ nghỉ hè. Không chỉ đơn thuần là một chuyến đi dài, mà nó còn là một chuỗi các hoạt động xã hội mang ý nghĩa lớn lao và tính nhân văn sâu sắc. Là hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù có diện tích đất đồi khá rộng, nhưng đoàn viên Vàng A Su ở bản Suối Khang, xã Suối Tọ chỉ chủ yếu trồng ngô sắn. Để hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế, các đơn vị tình nguyện đã trao tặng gia đình anh Su cùng một đoàn viên trong bản 100 cây mận hậu để thực hiện mô hình vườn cây sinh kế với mục đích chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc trên địa bàn xã. Tôi là rất là vinh dự, tôi cảm thấy là rất là vui là đoàn tỉnh Sơn La, đoàn tình nguyện là hỗ trợ cây sinh kế.
Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, các tình nguyện viên đã tổ chức rất nhiều hoạt động, tham gia nhiều phần việc ý nghĩa như hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên thắp sáng bản làng, tu sửa đường giao thông nông thôn, tặng quà học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, xây dựng tủ quần áo không đồng, tủ sách cho em và tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Mỗi lần mà chúng em triển khai những cái chương trình, những cái chiến dịch tình nguyện thì với mong muốn cao nhất là gửi gắm những cái tình cảm của bản thân chúng em, những người là thầy cô giáo và những người mà có cái tấm lòng ủng hộ gửi đến bà con vùng cao, đặc biệt là bà con ở những vùng núi còn nhiều khó khăn. Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh với nhiều hoạt động thiết thực đã giúp cho nhân dân giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện để vươn lên, từng bước thoát nghèo, yên tâm lao động sản xuất và ổn định cuộc sống. Đoàn xã sẽ có trách nhiệm là bảo vệ công trình ánh sáng bản làng và tiếp tục huy động hai đồng chí đoàn viên để hỗ trợ cây trồng và chăm sóc cây rất tốt, có hiệu quả. Dấu chân tình nguyện, đong đầy nghĩa tình, giàu nhân văn của các tình nguyện viên áo xanh đã in đậm trên khắp các mặt trận của chiến dịch. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các tình nguyện viên mùa hè xanh sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại nhiều địa phương, nhất là ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn vùng biên giới, vùng sâu vùng xa. Qua đó góp phần động viên giúp đỡ bà con nhân dân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 do các cấp bộ đoàn phát động, chiều ngày 21 tháng 7, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh năm 2024 và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 với chủ đề Thắp lửa tri ân. Trong chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 với chủ đề Thắp lửa tri ân, các đoàn viên thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã được theo dõi hình ảnh phóng sự và cùng nhau ôn lại đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng với đó, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La cũng tổ chức các hoạt động thiết thực như trồng cây tạo mô hình không gian xanh tại nơi làm việc, thực hiện mô hình ngôi nhà xanh, thu gom rác thải nhựa tái chế để gây quỹ thiện nguyện, sắp xếp quần áo đồ dùng tham gia các chương trình thiện nguyện. Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động đã tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2. Ngày 22 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tiếp theo, trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 100 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trên biển, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, biển động rất mạnh. Trên đất liền, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, 11. Khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 5, cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến. Khu vực phía Đông Bắc Bộ từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm.